Xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì mình xin chia sẻ một số những hình ảnh tại bến Bình Đông, quận 8. Ở đây thì hàng năm thì có diễn ra hội hoa xuân trên bến với thuyền. Thì hôm nay là ngày 23 Tết, thì mình xin chia sẻ đến cả nhà một số cái không khí và những cái công tác chuẩn bị của bà con chuẩn bị bán Tết này. Ở đây thì có chỗ khu này là bán tắc nha, chuyên về tắc. Hôm nay mới thấy mọi người cắt ghe chở hàng lên đó. Tắc đẹp lắm nha cả nhà. Không biết thì giá cả năm nay thế nào nhưng mà nghe nói là cũng thấp chứ không có cao như mọi năm. Mình là xem một số những kênh YouTube khác thì họ cũng hỏi giá bán một số loại cây kiểng thì thấy cũng không đến nỗi cao như mọi năm, cũng vừa đủ tiền. Nói gì nói chứ còn mình một năm có mấy ngày mình mua mình cũng không cần phải trả giá nhiều đâu cả nhà. Để giúp bà con nông dân mình cho người ta trồng cực khổ nguyên năm rồi. Giá cao không anh? Một cây đó như cây đó là bao nhiêu? Ở 3-4 triệu đó. 3-4 triệu hả? Ờ. Chỗ này là chuyên bán tắc thôi, nhiều ghe tắc lắm. Như anh nãy nói là đây là bến tre lên không á. Năm ngoái là nó mở
trước là đường này hẹp nên dễ bị kẹt xe lắm cả nhà. Giờ ở đường Bình Đông thì giờ rộng lắm rồi, đi cũng thoải mái, bị kẹt xe. Không được là một cây tắc cỡ đó là 750 nha cả nhà, một cặp là 1,5 triệu. Hôm nay 23, bất kể có điều kiện thì nên mua ủng hộ bà con, người ta trồng cũng cực lắm cả nhà. Nông dân mà trồng được có cái mùa này để bán rồi mà mua người ta giá rất tốt tí cũng được. Đó là cái mai nè, mấy ổng lên mình không biết ai quê à. Quê mà dạ lên lên mới rồi mình đẹp lắm, cũng như trong kia đó. Đây đẹp quá. Hôm nay là do có tháng nhuận nên là mai hầu như là nó nở sớm. Là ai còn dưỡng được tới giờ này là cũng là công phu lắm đó. Hôm nay mới còn nụ, giờ này trễ một tháng rồi. Mỗi năm là giờ này là hết Tết rồi. Ta trồng ta biết cách để mà dưỡng nụ cho nó nở ngay cái thời điểm này là cũng là quá hay rồi đó. Rất là nhộn nhịp nha cả nhà, nhưng mà theo mình đánh giá là vẫn còn trống nhiều, các chỗ bán không có đông như mọi năm. Không biết là do là năm nay thương lái ít nhập hàng về bán hay là người ta chưa lên, người ta để tới ngày 25-26 người ta lên cũng chừng. Hỏi giá thử cho biết giá nhưng mà thôi không có mua rồi mình cũng ai nó có để giá nè, treo giá coi cây bao nhiêu coi. Một cây là 650. Ý mà ta trồng biết bao nhiêu lâu mới được cái cây như vậy, mua 650 để chơi mấy năm trời, chơi qua Tết xong mình dưỡng lại. Bà con cũng ghé hỏi nhiều, cũng nhiều người muốn có nhu cầu hỏi. Mà chắc họ chờ, thường là mình thấy đợi tới lúc mà cận Tết là mới mua thì có giá tốt hơn. Đa phần là thấy đi lại rồi hỏi giá tham khảo thôi. Còn
bonsai. Những cái loại cây đó là nghệ nhân đã trồng được cái cây đó là cũng hay lắm luôn á. Có bonsai thì nó cũng có công thức đầy đủ hết nha cả nhà. Tầng nào như thế nào là có hết á. Tại mình không có rành nên không có nói rõ được cho mọi người biết. Chứ theo mình xem, cũng đôi khi xem trên mạng thì nó nói cũng có cái giống như là nó có cái quy tắc hết á. Trời ơi, ghê mai luôn. Wow, cái mai này quá trời nụ nè. Giống mai gì nhưng mà rất nhiều nụ. Bây giờ rộng rồi nha cả nhà, đi thoải mái lắm nha, không sợ kẹt xe. Nhà nước mình cũng chắc là quy hoạch cái khu này là chợ hoa ngâm nên tạo điều kiện cho cơ sở hạ tầng nó thông thoáng hơn, đường xá người ta đi nó đỡ hơn mấy năm trước nhiều. Lan khu này là lan. Wow.
ở kế bên cái Todimax Chợ Lớn nè, bên trái đó. Thì ai đi qua đây vào buổi sáng thì có thể ghé đó ăn phở, món phở rất là cũng nổi tiếng ở đây á, ăn vị nó ngon lắm. Ai biết cây này cây gì comment để lại comment cho mình biết nha, lạ quá. Gấp rút mà theo mình thấy đang gấp rút công đoạn hoàn thiện cái sân khấu nè. Năm nay là làm thật sự là nhìn rất là hoành tráng luôn. Từ trước tới giờ là thấy năm nay là làm đẹp. Làm cái sân khấu ở ngoài mét bờ sông luôn. Đó. Chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền. Sân khấu năm nay rất hoành tráng nha. Bà con nghỉ Tết thì qua đây chơi tham quan, hình như là ngày 25 mà Tết là bắt đầu rồi đó. Bên đây có cái sân khấu cho mọi người ngồi rồi. Mọi người đang gấp rút hoàn thiện các công trình ở đây nha. Rất là sôi nổi. Đó, năm nay là có thêm cái dàn trang trí bên đây, rất là hay, ngay cái khu nhà cổ như thế này nè. Mấy cô chú nhiếp ảnh gia đang lên đây để chụp phơi á, chụp phơi sáng á. Lên đây sáng tác mấy cái ảnh Tết cũng hay đúng không cả nhà. Toàn cảnh sân khấu. Nên là
ra ngoài bờ sông luôn. Năm nay là làm ra ngoài mé sông luôn ha. Nhìn đẹp quá. Nhìn rất là đẹp nha. YouTube cũng đang tập trung bên đây rất là nhiều nha.
đâu vậy thì bển đi chứ còn đây xuống ghe nó xuống đó là
đoạn bên đây thì hơi vắng nha cả nhà, nó còn lưa thưa chỗ trống nhiều, mới có vài cái chỗ chở mai lên thôi, chỗ đi kiển lên rò trống nhiều lắm. Hôm nay chắc thương lái người ta cũng không có dám buôn bán nhiều. Vừa rồi là một số hình ảnh chia sẻ đến cả nhà về chợ Hoa Xuân ở tại Bến Bình Đông, quận 8. Bà con khu vực ở sống ở khu vực Sài Gòn, nếu mà xem được clip của em thì một hai ngày tới đến đây để mà tham quan rồi mua sắm cây kiển về nhà chơi nha. Để rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.